chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Đồng Bào Tây Nguyên. Thì trước mặt chúng ta đây là một loại lan cực kỳ quý hiếm của vùng đất Tây Nguyên này. Đó. Thì mọi người xem qua một vòng nhé, xem có nhận ra được đây là loại lan gì không. Thì hôm nay thì anh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên có ở đây và sẽ giúp chúng ta cách nhận biết cũng như là cách trồng và chăm sóc cái loài lan cực kỳ quý hiếm này. Rồi, xin mời anh. Xin chào tất cả các bạn. Nếu mà chỉ nhìn qua màn hình, nhìn qua cái hình thái của cái loài lan này thì chắc hẳn là các bạn là sẽ chưa thể nào mà nhận biết ngay được nó là cái loại lan gì, đúng không? Đó. Và chắc chắn là trong số những người mà đang theo dõi cái clip này thì cũng chưa có nhiều người mà trả lời được về tên cái loại lan này. Các bạn nhìn thấy nó có giống gián hương không? Gián hương hay còn gọi là quế. Đó. Thì đầu tiên thì chắc chắn là đập vào suy nghĩ các bạn thì các bạn nghĩ đây là một cái loại gián hương, đúng không? Tại vì cái hình thái lá và cái kiểu mọc rồi cái kiểu rễ của nó như thế này thì các bạn thấy rất là giống, đúng không? Nhưng mà thật ra đây không phải là gián hương các bạn. Gián hương thì các bạn nhìn thì có đây có một sẵn cái giò gián hương mình mới ghép trước mình có giới thiệu các bạn á, thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy khác liền. Gián hương thứ nhất là lá nó xanh hơn, to hơn và các cái thân của nó, các cái thân hoa của nó nhỏ hơn, đây nó nhỏ thôi. Chứ còn đối với cái loài lan đặc biệt này thì hiện tại mà ở Kon Tum, ở Tây Nguyên, một số anh em mà có được một cái giò như thế này là không phải là nhiều. Và đặc biệt cái cây của mình đây thì mình lấy chính hãng cái vùng đất Tumarong. Nó là gồm một cái thân lớn mẹ này. Đó, thân lớn mẹ dài từ cái ngọn đây, đi xuôi xuống đây. Đó. Rồi có cả một cái cây con này nằm ở đây luôn. Ngoài ra nó đi qua bên này thì nó mọc ra thêm ba cái gốc khác nữa, nghĩa rất là đẹp. Và cái màu lá nó như các bạn thấy đó nè, là cái màu nó hơi xanh đậm và nó hơi xám xịt. Cái mặt lá nó hơi bẩn bẩn. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ nhìn qua hình thái này mà các bạn đánh giá đây là một cái loài hoa xấu và rẻ tiền thì đó là một sai lầm. Tại vì các bạn đang may mắn được ngắm nhìn cái loài lan bọ cạp Tumarong, hay còn gọi là bọ cạp mà Kon Tum ấy. Một trong những cái loại lan rừng hoa khủng, hoa rất là thơm lâu, bền hoa, to và nó mọc thành một cái chuỗi, một cái vòi bông rất là dài. Đó. Đây chính là loại bọ cạp. Nhận biết cái thằng này thì nó rất đơn giản các bạn. Thứ nhất ấy, là cái lá của nó giống như là cái thằng gián hương, nhưng mà các bạn để ý nha, cái thân của nó nè, tại các cái gốc lá, các cái gốc lá này nó không có cái màu đỏ, nó không có cái màu đỏ như thằng gián hương. Riêng đối thằng gián hương là các cái gốc lá sau khi khô rụng đi ấy, là sẽ để lại cái vết màu đỏ, nhưng mà riêng cái thằng bọ cạp này thì nó không, khi nó rớt đi nó không để lại cái vết màu đỏ. Đó. Để cho trực quan thì mình sẽ cho các bạn xem lại một cây gián hương ấy. Đây các bạn thấy không, đối với những thằng gián hương sau khi rụng đi là nó có cái cuốn lá, cái vết màu đỏ như này. Đây, đó. Đó. Còn riêng cái thằng bọ cạp thì không có cái chuyện đấy. Thứ hai nữa, cái lá của thằng bọ cạp á thì nó xanh đậm hơn. Nó xanh đậm. Các bạn thấy chưa? Bây giờ rễ của nó này các bạn thì tương đối là giống rễ của gián hương. Chỉ có một cái điều á là rễ của nó to hơn rễ gián hương. Rễ của nó có thể nói là gần ngang với rễ của cái thằng đuôi chồn. Hoặc là rễ của nghinh xuân. Đây, một cây nghinh xuân ở bên cạnh này. Cái nghinh xuân bên cạnh này, và các bạn có thấy cái bộ rễ của nó này, rễ của nó này thì nó cũng tương đương với cái rễ của cái thằng bọ cạp. Bọ cạp rễ cứng, thuộc dạng rễ gió, nhưng mà không có mềm như thằng gián hương. Còn khi mà các bạn đã nhìn quen hoặc đặt hai cái chậu bên cạnh nhau rồi thì các bạn sẽ nhận biết ngay ra cái thằng bọ cạp. Cái thân da của nó rất là cứng, thân này rất là cứng các bạn, và nó mọc khá là dài, dài hơn gián hương rất là nhiều. Đó là cái những cái đặc trưng mà chúng ta nhận biết được cái thằng bọ cạp. Ngoài ra thì
Cái thằng bò cạp này á, chúng ta trồng cũng rất là đơn giản. Như các bạn thấy rồi, mình trồng trên một cái gốc lũa. Đây. Đó, mình trồng trên một gốc lũa và chỉ có dùng các cái sợi dây rút để treo cái cây bò cạp này lên thôi. Đó. Và hiện tại thì nó đang ra rất là nhiều rễ. Từ các cái rễ già nó mọc ra các cái rễ mới này các bạn. Nên nó đẻ ra các cái rễ mới này. Đây các cái đầu rễ này. Đó, đây. Đấy. Và một số cái đầu ngọn đó, nó còn ra những cái rễ rất là to. Đấy. Thì hy vọng sắp tới thì khi mà nó nở hoa thì mình sẽ làm tiếp một cái clip cho các bạn xem và các bạn cùng ngắm nghía cái vẻ đẹp của cái loài lan rừng bò cạp con tôm nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người là qua clip này sẽ phân biệt được cái loài lan bò cạp để mà không bỏ lỡ cái cơ hội sở hữu nó. Rồi, rất cảm ơn sự chia sẻ chân thành từ anh Lan Rừng Hàng Độc Sera Bắc Tây Nguyên. Thì qua clip này chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn về cái loài lan bò cạp Tumorong, một trong những cái loài lan là cực kỳ quý hiếm và khó, rất ít người sở hữu được. Thì nếu mà các bạn có những kinh nghiệm về trồng cái loài lan bò cạp Tumorong này hoặc là bò cạp ở cái vùng đất khác thì các bạn có thể comment chia sẻ ở dưới video này để mọi người cùng tham khảo nghiên cứu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.